Hello, tiếp sau đây em test về cặp lo turbo anh em. Dòng này bass 30, hàng lo anh nha anh em. Và đây là bích còi, đây cũng vậy, này là bass 30. Có cái mấy cái này em nhìn màu, cái này là cái dạng nó keo nó bị bay ra anh em. Cái này cũng vậy thôi, lo zin em bao bán bao lo zin em anh yên tâm. Nó nhìn nó khác thôi nhưng mà lo vẫn giống nhau. Cái lớp keo nó cũng nó bị tan ra thôi. Và sau đây em test cái âm anh em nghe nha. Và em đang ghép một con đam 100 và một cái men đoạn cái mixer Gamsa WR33, dòng này mixer cổ. Nó mới về em cũng chưa có đăng bán thì em test nghe chơi thôi. Và sau đây em test về cái mixer hoặc lo này nha. Em đến chơi mà quên mang tiếng cười, lặng im không nói. 20 tuổi đời qua mất rồi, thì nhìn sâu trong đây mắt mưa rơi nhạt son nét môi. Khi hỏi xin cớ sao để hoa kia úa màu, nhìn nhau giây phút em tôi bảo rằng thôi quá muộn. Ta gặp nhau khi áo cưới may xong, còn gì mà mong. Thôi em nhé, xin trở về niềm cô đơn trước, cho anh bước xuôi ngược khi hai chúng mình vòng tay trót buông xuôi. Dù gặp nhau cúi mặt bước mà thôi. Em về trong bóng đêm, đường mưa loang ánh đèn, lửa thương chưa tắt nên em để lại hương tóc dài cho người yêu năm trước phút vui xưa trở về mong mơ. Video tại đây nha anh em. Và cặp lo này tiếng nó rất là phóng nha anh em, tiếng nó rất là sáng, tiếng nó rất là phóng, rất là cao, rất là xa. Và cái cặp lo này tiếng nó rất là phóng. Và dòng này mình để karaoke gia đình rất hay nha. Và em kết thúc video tại đây, xin chào.